Sáng ngày hôm nay 20 tháng 1 tại Hà Nội, Bộ Y tế, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại 63 điểm cầu. Trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới, mặc dù ở Việt Nam đã trải qua nhiều ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, tuy nhiên, với thực trạng nhập cảnh trái phép hiện nay, công tác phòng chống dịch COVID-19 vẫn luôn cần phải được siết chặt, nhất là trong thời điểm giáp Tết Nguyên đán. Hiện nay theo chỉ đạo của Thủ tướng, từng chuyến bay một, là Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Y tế với tất cả các bộ ngành phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Cho nên là các chuyến bay về đường hàng không của chúng ta cũng sẽ còn hạn chế đến mức độ tối đa. Thế nhưng mà đối với đường bộ thì cái nguy cơ diễn biến hết sức phức tạp. Chúng ta không cấm đồng bào chúng ta về nước, nhưng mà về các con đường chính ngạch. Bên cạnh đó, công tác cách ly thời gian qua mặc dù đã được thực hiện rất tốt, nhưng vẫn xảy ra những trường hợp không tuân thủ nghiêm các quy định cách ly. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, tất cả các trường hợp nhập cảnh đều phải thực hiện nghiêm túc quy định cách ly, không có ngoại lệ. Đồng thời, phải luôn chuẩn bị ứng phó cho tình huống phát hiện ca mắc COVID-19 tại cộng đồng. Các cơ sở y tế phải đặt trong tình trạng báo động cao nhất, tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm trong cơ sở y tế.